Xin chào tất cả các bạn, mình đây là Nguyễn Minh Thành, năm nay mình 5 tuổi. Đây là đồng minh hôm nay mình 5 tuổi. Mình học ở lớp 2 năm 2 của trường Mầm non Đông Sinh Hạ Long. Hôm nay lớp mình học kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm. Các bạn ơi, ổ điện không phải là đồ chơi của chúng mình nhé. Khi thấy người bị điện giật, mình hãy bình tĩnh và không được sợ vào họ. Chúng ta lấy que gỗ và lấy que nhựa tách nguồn điện ra khỏi họ. Nếu có thể chúng ta sẽ gọi 115 các bạn nhé. Bác sĩ ơi, bác sĩ đến trường Mầm non Đông Sinh Hạ Long. Bạn cháu bị điện giật, hãy giúp cháu với.